dịch COVID-19, Bình Hà COVID xích cầu là nâng cổng phân phù đầy lim le lau về cả gãi chân hăng nhang quả bài cụ ra cha cắt khó khóng phân hợp tác xá. Thông tin với hợp tác xã trước để hợp tác xã tìm nguồn. Một khỏi có mình đang gặp các hợp tác xã cớn và hợp tác xã do Hà bón gầy. Ao bay hợp tác xã và sườn bếp. Nhìn vào bức tranh tổng thể, liêm le phân hợp tác xã cọt ta ó phân phù và phân ngành phân tàng chân hăng mà pe. Hợp tác xã là phân phù và choi giờ phân doanh nghiệp mà pe chân hăng là lâu năm dệt mà pe hợp tác xã do Hà bón bảy máy hợp cùng mô hình. Tích hợp đa giá trị dựa trên năm dệt lại hung phân hình cùng hồng khoa học công nghệ phiến máy là rút bòm các cành và cơ đáy lại năng tỳ. Chủ Bình Hà COVID xếp cầu tới thứ xí, đồng bằng sông Cứu Lòng, cò bỏ lại khu gia cha hình, thích lo tới chớ rủ. Năm dệt, chỉ thị xếp hốt gần Thủ tướng Chính phủ và Liêm Le Bình Hà Tổ Quảng. Bưng tàng chân hàng gần xếp giảm tỉnh thánh, cò bao ít bón gài, sân hành, cò mi lại. Hót hồ bình cầu bị sóng băng bảy giao hết tên cá vùng, còn ngắm bùn, do hà. Bón gài hờ bét chiếu tấn khẩu, trứng tấn bắc hồng. To cáp Bình Hà quyền cái rằng, lò nâng cùng bưng bón, trung hong bắc hồng ma mén hờ quân dần tên cá thành phố Cần Thơ. Hót càng bòn cầu, tên hết cò báu gài đầy. Bán thì được 5.000 ký. Khai cò đầy hạ bắt bản thân cần nưng tay tên cháu biết là tại vì lúc trước là bán không được có là người sao? Mua nhưng mà vô mua người ta chở đi không được. Ở vườn đu đủ hơn rú sồn mắt khẩn đau cài bắt nhân cốt bơ bón ý bón cài châm há rút cò thìm bày thấu nưng hạ bà kình. Còn ở đây múp này nhằng mà bộp ní mọi mứ lúng hoài hiếp thù trầm tàn nâng hà ba vân lai đỏ khai hờ ba me bàn á mờ nỉ đầy bưng quân cho giờ mà sự họ tàu sồn lo lắng cũng bấp bênh dữ lắm mình được nhiều được nói chung ra mà khỏi có lo chờ bơ hiếp thù đầy to đời là đầy khai đầy miên ngân khốn già dân ăn co đầy không có lời. Ở thời điểm đó, hợp tác xã cùng nhân lành, hợp tác xã để liêm là nâng cồn vân, khổ cái cho giờ Bohemena, vầy gài, phát hòm, cắt, lung hiệp thù, lò hỏi nâng hót dòng hỏi băn bản ngân, rú thành phố Cần Thơ, hợp tác xã, vũ phát hòm có khành trời bỏng các băng đơn vị tóc hôm táng tải, chân hàng phát hòm mỏi mướng, hợp thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, cánh đồng này, vầy cho giờ Bohemena. Combo nông sản này đợt này của mình gồm có 6 loại nông sản. Bưng tàng bắc hòm nì chun nì, lò mi hốt tàng bắc hòm sân mắc quỷ, cánh 2 kg bắp, bắp nếp, khoảng hơn 1 kg dưa, 2 kg đu đủ và má, 1 kg dưa leo, khoảng 6 hòm. Sùm khẩn ao. Lượng tiêu thụ nó là sẽ lượng tiêu thụ lớn và cùng một lúc có thể tiêu thụ một loại sản phẩm lông thủ sử là tài mỏi tơ hiệp thủ sử là giáo nâng hoặc dòng tấn và cho giờ bom e khải đẩy lại chân hăng. Ngoài ra, 15 hợp tác xã Nam Hành xếp hạ hợp tác xã tổ hợp tác xây dựng khẩu ma nhãn mát tròm rú vùng Cần Thơ có ký chào xung chương trình bòm do hạ bón khải chương hay khẩn nga hở Bohemena bưng đồn vìn đi có trông hong tái nâng hạt xếp tấn bác hỏng mỏi tấn hở phùng bừng nằm anh nằm lớn nâng cùng bưng hôn ảnh vào gần lông choi giờ Bohemena cổn chu bình hạ trọng cài khòng bưng phùng mỏi bón minh hôn năm dệt lá cằn tên hết có choi giờ Bohemena khai bưng tàng chương hay khẩn nga. Dù dịch bệnh ta va bình ha minh lại hủ cốt mốt ha va bón chàng chài ngô gòn cho hơn ở chỉ nhanh năm dệt xung hợp tác xã xuống các phường ở có lò chờ bón khai được 100 lít đem ra hợp tác xã thì hợp tác xã mở nâng đầy hỏi nâng lít áo ma hợp tác xã có sự mét sau khi bà con sản xuất sữa ra cái thứ một cái nữa là hợp tác xã đã có một cái nhà máy chế biến thức ăn
để phục vụ cho bà con. Cho sự không bom hè hợp tác xã cò mi bón chế biến trong hồng. Các nghỉ hợp tác xã ní có khách hà thọt dòng băn xàm hỏi giáp viền, phân lại là chợ quân Khmer dấu điệu vừng. Mi bón gài cánh hợp tác xã và khảnh trả thất ngất ó chế biến hơn máy. Sớ gần sắc chẳng, nhất là hợp tác xã cái nghỉ là cài giao tấn mỏi mứ. Hơn máy có dê dần, giáo bè xích phân hỏi. Cùng cho mi lại bóng hai mê na, mi thể cho lò trờ, bóng mi bón khải, hư co khải bó đại ca, hợp tác xã ní bằng bưng hỏi ngữ bóng hai xã viên, còn mi nổi nhất giảm hỏi ban bản ngân. Sóc Trăng là nương cùng hốt tình, mi số thành viên hợp tác xã là nhất tình cảm bước, khu ni hóa hình mô hình kinh tế hợp tác, có đầy bùng trờ, khai địa phương mi hỏi nương còn xếp hốt hợp tác xã, cài bân lưng dòng hỏi tổ hợp tác dệt dần, vũ bồng tành lĩnh, cùng bà, rú số nương huyền mô hình mi hốt hecta đang cứt pin lông phiến máu vài tanh ó bón khải trong cỏ lại hợp tác xã cò bòm cáp bưng lông chế biến bưng tảng chân hay khỏng nga dệt ó riêng hợp tác xã ní nọ bú mai ngát má ủi hot xàm hỏi hecta nhờ sủ khoa học kỹ thuật cánh lông hiệp thủ hot di hói trưởng mặt ngân mỏi hecta mình liên kết sản phẩm mình là một cái cơ bản nhưng mà nếu có dùng trồng tập trung lớn hầu có bòm 5 dệt vân mét là tập hùng cùng hòn du lịch mà pe lên tấm lông hiệp thủ rú bưng trần vị dệt dần là giúp là bòm 5 dệt cơ đẩy tài đang đi. Hôm nay là tới ngày thu hoạch nè, thanh long chín mình nhìn là mười hiệp thủ má thành lòng dâng tặng cho hơn khỏi có kiếm má thành lòng là ăn thanh long không, không có ăn thứ gì khác. Cùng Chu Bình Hà phân hát bằng hợp tác xã cò năm dệt lại lông và nhỏ ảng bưng tảng chân hay khỏi hai dệt ó ăn ăn là lông năm dệt chính là tai chim rú mạng xã hội vài trứng chèn bưng tảng chân hòm ma bén pe sờ nhân lành có sao ó bón gài giúp bưng siêu thị cánh xuất khẩu cài hốt tấn thành lòng. Ngày xưa mình đi bán hàng là mình nghĩ tới cái chợ. Mình đi bán hàng là mình nghĩ phải ra cái chợ mới bán được. Mới chào họ bày gài chân hàng lò bày họ trở lạt, hà ba khai nỉ, báo cất bày trở lạt, hao cò khai đềm mét giúp tên cá mướng, cá pet tin. Trước đây là cái hợp tác xã cũ của mình nó quá cái lỗi thời cho nên cần đi hợp tác xã cáu khoảng chầu còn năm dệt nhân cáu ké dân hẳn vào lại ra cha hà ba đầy ổn chỉ cánh trên báo hạt chu cún năm dệt luật hợp tác xã bị sòng văn phải xếp dòng bưng lông biến báo ta khủng ngay đi vậy cho giờ hạt quân dần dệt dần từ tên nắn cò cô hén nếu chớp bom hè năm dệt chúng ta đang chuyển từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp là chính. Xuân hầu có biến thái, tay lông dệt dần nông nghiệp là cốt chính, tay lông nằm dệt mà bay kinh tế nông nghiệp. Vậy nhau dùng lông nằm dệt mà bay kinh tế, ăn ẩn lò hòn nông nghiệp, vân ình cùng hòn khoa học công nghệ, biến mẫu, cùng nằn, cắp lông biến mẫu số. Lông bỏ lại ra cha, cùng chu nham bình ha của viết xếp cầu, cò hậu. Phùng đồng bằng sông Cửu Long, bòm cô hén mà pe, bòm các bưng hợp tác xá, bòm cành năm dệt. Tên các vùng đồng bằng sông Cửu Long khai nghi cài dòng ban hợp tác xã nông nghiệp, to xếp xí phân hỏi số hợp tác xã, tên cảm mướng, bưng làm về gòn hợp tác xã có hông phân thính thái hòn kinh tế, đạp về dệt tại tình hợp lại đảo đồng, cặp lúc hiệp thủ tùng, lại hợp tác xã đang xếp đi về xe dần cả gài bòm các bưng sành nghiệp, chuông hòn bưng kỹ thuật. Làm ruộng lúa tôm này là gần 20 năm rồi đó. Trước thì tôm mình khỏi năm dệt mô hình phú khẩu cánh tành cùng ní đầy chằm sòng pì cân ní tành cùng hava trò bình chằm nỉ tành hình mô hình nỉ còn mà pe quân dần năm dệt lại đầy mà lại hơn mô hình lúc rằng đằng năm dệt sòng pì ma là giúp bưng tân na nỉ báu sù súng giả bảy chữ cọp bú cánh báu sù bưng hù vầy mà pe giả hoa học bên cặp nát lọc quốc giả hữu cơ chép phẩm sừng học đầy sù súng vầy choi giờ bón nắp kìm tiền rú pe sờ cánh cỏ khâu mà pe sao một cái vụ lắp làm lúa đó rồi lắp lên tôm thì vụ rồi tôm cũng lằng mỏi nhám bú khẩu
Tành cùng có tên ăn, cùng con nhớ men, té giảm xíp hoặc xíp xíp tổ cần nưng. Mô hình có trai giờ, bó nắp kiến đình rú, tẹt tình, bó sổ súng, bưng giả hóa chất, khốn giả, dệt tẹt pan. Bưng mờ nỉ lúc bằng, có lưng chơi lim le, lông bà pe khỏng cỏ khẩu, bơ ăn thì lò nham cục khé, sủ bưng lông dệt hết cơ, các bom he giáp viền có phiên thái lông nằm dệt nỉ, còn ngay. Miếng ruộng kế bên là cơ sở để so sánh. Bên đây hữu cơ thì mình xài phân thuốc. Ta mang đi là sủ hữu cơ, sủ cuốn già nổi hình, hà ba khẩu cò, mà pe cắm khèo, dòng măng còn lá cành. Như năm dệt, cánh lim le chất lưỡng, sừng nằn bắt sút to nưng, dòng mử, lai doanh nghiệp, rú sắc chẳng có bòm năm dệt tành cùng. Bưng tung na thì có đầy giảm xếp mứ, cánh mà pe cắm khèo, mi thể hiệp thủ đầy chầm, hốc tấn hết tan nưng. Cáp giáo sao băn hecta phú khẩu cánh tành cùng là mô hình cơ đại kinh tế dùng hàng hợp tác xã giúp sóc chẳng cánh hiệp thù mọi hecta bị thể hot dòng hỏi trưởng văn hân. Hợp tác xã có chọc vùng trời hot bưng lông dê dần khoảng trầu và hợp tác xã dệt nổi bị thể chọc bưng khủ xa cha. Bưng hợp tác xã cần sức tạm khai quảng bưng mô hình thành viên, nho số thành viên gần, bàn bánh bưng hủ gia cha cát khó của nhân bình hà. Hợp tác xã tâm tén, sung bảo hiểm nông nghiệp, hợp tác hay mê na mà hừng hy hừng. Hợp tác xã phải tăng cường tham gia vào cái bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân về mặt lâu dài. Bộ đã trình và được chính phủ đồng ý là chúng ta phải có một nghị quyết riêng. Bộ có trình cánh đầy chính phủ sung trời. Mở khỏi co mi nghị quyết riêng vậy tơ bát hướng hot luật riêng mà hợp tác xã nông nghiệp mà trở văn cánh sôn nâng mừng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn còn đang tăng tánh chương trình vậy trang giờ bưng hợp tác xã mà bưng bón top home làng chơi hiệp thủ té bưng cầm nghề chế biến tạo bưng tàng chân hay khỏi na riêng khỏi chậu dân bản sông hao hìn mi bưng khỏi lạnh bò mè hủ chế biến tên mít bưng hủ cứt bình bưng hoành nghe giúp bản há vậy mà tay kinh tế giúp bản há té bón để lim là mô hình cấu cánh mà pe ốt nán bưng hợp tác xã nông nghiệp kiểu máu có cứt bình hún ảnh là mô hình kinh tế mới cùng cánh lằng nam bình hát của viết xích cầu chú thế sĩ hợp tác xã mở hương vào gần nông mà pe ta đó bưng lại khù rú bản nam mới ta khù bên bấy hỏng công nghệ cánh kỹ thuật khám cài lại cắt khó bòm cằn khám cài vài hợp po hay men ha hướng hot bưng hơn hợp tác xã.